mai hôm nay trúc găng mẹ phong cao cứ bối rối bồn chồn thương các con lòng đau như cắt nghe bản tin dịch bệnh sớm chiều hoàng thất thấp hồn bằng thần mẹ an ngủ chẳng mãi tháng trời dịch bệnh triền miên các con của mẹ đưa bác trung nam trong phòng dịch giờ có những đứa nhà nghèo gửi đời đi xa xôi để mẹ lại nhà con cầu thật tha vào tận Sài Gòn sống cạnh ly hương gặp bà con xa như xóm làng gần tổng bộ trời Sài Gòn giờ mưa hòa gió thần đất lạnh đây bỗng chốc ngó quê Sài Gòn sống nghĩa hiệp bốn ba từ bốn phương về đây cần cù chịu thương chịu khó những góc phố xa gần như đầu ngõ bởi chẳng ai tỉ hiềm tỉ tiện nhỏ nhé con vào Sài Gòn trước là sau quen sinh cơ lập nghiệp thành gia tài của mẹ người Sài Gòn sống chí tình lặng lẽ thiện nguyện bao dung rộng lượng giúp người giờ Sài Gòn dịch bệnh nhiều nơi thương những con đường mẹ xanh vàng sao sắc la những hơi thở càng dần những áo trắng thiên thần ngày đêm vật và bình oxy hồi sinh mang đến quý vàng tội cho những đứa không nhà giữa thành phố đa mang mắc việc bơ vơ vật vờ lang vừa đại dịch người thành cho tăng tóc cả nước tình yêu tha thiết đặt chín rồng mẹ ở quê nhà xa xót cùng cầu mong mãi hết dịch con về